Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cơn bão Minton đổ bộ vào bang Florida, Mỹ sáng ngày 10 tháng 10 với sức gió dữ dội và lượng mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đài CNN đưa tin, theo bản cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, đến 0 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, cường độ bão đã giảm xuống cấp 1 theo thang bão Saffir-Simpson với sức gió là 144 km/h. NHC cho biết, tâm bão sẽ di chuyển ra xa bờ biển phía đông Florida trước khi trời sáng. Mưa và gió sẽ dần yếu đi vào buổi sáng. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng bão Minton tiếp tục gây ra lũ lụt nguy hiểm và gió mạnh trên khắp miền trung Florida. Cường độ cơn bão Minton đã giảm từ cấp 3 xuống cấp 1 vài giờ sau khi tâm bão đổ bộ vào Florida lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ. Bão Minton mang theo gió mạnh và mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực. Dù bão hạ cấp, nhưng tình trạng khẩn cấp lũ quét vẫn tiếp diễn. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA đã yêu cầu người dân ở yên khi bão Minton tiếp tục di chuyển qua Florida, đồng thời cảnh báo các tình huống đe dọa đến tính mạng vẫn không thay đổi. Đài NBC News đưa tin về hai người thiệt mạng ở thành phố Fort Pierce, bờ biển phía đông của Florida sau khi lốc xoáy quét qua thành phố này. Cảnh sát trưởng quận Lucy, Florida, ông Kay Pearson không nêu chi tiết về số thương vong do bão Minton gây ra ở Florida, nhưng xác nhận có người tử vong. Ông Pearson nói, chúng tôi sẽ không tiết lộ con số cụ thể, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng có nhiều hơn một người đã thiệt mạng. Vị cảnh sát này lưu ý rằng khoảng 200 quan chức và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt ở Fort Pierce, và đội tìm kiếm và cứu hộ phải đối mặt với sức gió mạnh 80 km/h và mưa lớn trong quá trình cứu hộ. Theo ông Pearson, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn do lốc xoáy hoành hành trên toàn bộ tiểu bang. Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis cũng nói rằng bão Minton đã gây ra khoảng 19 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều quận và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà tại Florida. CNN dẫn thông tin từ trang web Palo Alto rằng đến 2 giờ sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, khoảng 2,8 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Florida bị mất điện. Nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng sau khi cơn bão quét qua. Theo tờ The New York Times, cơn bão đã thổi bay mái của sân vận động Tropicana ở thành phố San Petersburg, Florida. Cần cầu tại một công trường ở San Petersburg bị ngã và đập vào một tòa nhà, nhưng may mắn không có thương vong. Ngoài ra, bão Minton cũng kéo theo lượng mưa kỷ lục đã làm mực nước dâng cao, nhấn chìm nhiều con phố ở Florida. Minton là cơn bão thứ 3 tấn công Florida năm nay, sau bão Francine và Helene. Hiện tượng 3 cơn bão đổ bộ vào Florida cùng năm đến nay chỉ được ghi nhận 5 lần, vào các năm 1871, 1886, 1964, 2004 và 2005. Chuẩn bị khắc phục hậu quả. Ngày 10 tháng 10, các quan chức thành phố Sarasota, bang Florida, cảnh báo tình hình vẫn còn khó khăn và kêu gọi người dân tiếp tục trú ẩn bên trong khi bão Minton tiếp tục di chuyển. Phó thị trưởng Sarasota, bà Jen Ahern Scott nói với CNN rằng đã có báo cáo về tình trạng lũ lụt trên khắp thành phố, mất điện và cây đổ. Bà Ahern Scott lưu ý rằng sau khi mặt bão đi qua, người dân nên tiếp tục ở trong nhà vì dự kiến vẫn còn gió mạnh và mưa trong nhiều giờ. Ngoài ra, bà nhấn mạnh mọi người nên thực sự nghiêm túc ứng phó bão. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình hình khó khăn. Đồng thời cho biết khi tình hình an toàn hơn, các đội cứu hộ của thành phố sẽ bắt đầu đánh giá thiệt hại. Thị trưởng thành phố Gulfport, bang Florida, ông Sam Henderson cũng cho biết thành phố này đã hứng chịu sức gió và lượng mưa khủng khiếp. Ông Henderson chia sẻ, đây chắc chắn là những đợt gió mạnh nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến Florida. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, gió đang yếu dần, nhưng vẫn còn những cơn gió giật mạnh. Chúng tôi đang bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trước đó, Thống đốc DeSantis cho biết Florida đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Minton và khắc phục thiệt hại sau khi cơn bão đi qua. Cụ thể, theo ông Santis, hàng trăm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cùng 180 xe đội nước đã được triển khai tại các địa điểm. Hơn 6.000 thành viên Vệ binh Quốc gia Florida và 3.000 người từ các tiểu bang khác đã sẵn sàng. 50.000 thợ điện cũng sẵn sàng làm việc để khôi phục nguồn điện sau cơn bão. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi với ông DeSantis, thị trưởng thành phố Tampa, bà Jen Carter và các quan chức địa phương khác trong suốt thời gian bão đổ bộ. Ông Biden ngày 9 tháng 10 cam kết chính quyền của ông sẽ hỗ trợ cho đến khi nào công tác cứu hộ, phục hồi và tái thiết được hoàn tất.
quý vị, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đổ bộ gần Siesta Key, Florida với cường độ bão cấp 3, sức gió 193 km/h. Cơn bão này dự kiến gây ra tình trạng dâng nước biển đe dọa tính mạng người dân Mỹ, mưa lớn và gió phá hủy ở cả những nơi gần và xa tâm bão đổ bộ. Milton cũng sẽ duy trì cường độ bão khi di chuyển qua miền Trung Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 giờ địa phương. Milton là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay, bên cạnh bão cấp 1 Barry, bão cấp 1 Debbie, bão cấp 2 Francis và bão cấp 4 Helene. Năm nay có nhiều cơn bão đổ bộ vào Mỹ hơn so với tổng số cơn bão từ năm 2021 đến năm 2023 cộng lại. Trường gió của bão Milton đã tăng gấp đôi về quy mô, nghĩa là tác động thảm khốc của nó đang lan ra trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Sức gió của cơn bão nhiệt đới này cũng dự kiến sẽ bao phủ toàn bộ chiều rộng của bán đảo Florida và kéo dài từ Miami đến Savannah. Khi cơn bão Milton sắp đổ bộ, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã cảnh báo người dân rằng đã đến lúc trú ẩn tại chỗ. Ông DeSantis cho biết, khi cơn bão Milton đổ bộ gần hạt Sarasota, bây giờ là lúc trú ẩn tại chỗ. Những người làm công tác cứu hộ đã bố trí và sẵn sàng lên đường ngay khi điều kiện thời tiết cho phép. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sẽ được thực hiện liên tục để giải cứu người dân trước bình minh và sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời gian. Những cơn gió mạnh của Milton đang gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn người dân Florida. Theo PowerOutage.us, hơn 600.000 ngôi nhà và doanh nghiệp trong tiểu bang không có điện. Tình trạng mất điện sẽ tiếp tục gia tăng khi Milton di chuyển khắp tiểu bang trong đêm. Video từ những người theo dõi bão tại WSJC ở Florida cho thấy những tia chớp màu xanh có vẻ như là máy biến áp đang phát nổ, một dấu hiệu cho thấy tình trạng mất điện sắp xảy ra ở một số nơi. Lũ lụt lớn hiện đang xảy ra ở Naples khi bão Milton khiến mực nước dâng lên hơn 1,1 mét so với bình thường. Chỉ 2 tuần trước, trong cơn bão Helene, mực nước dâng do bão trong khu vực đạt đỉnh 1,2 mét, mặc dù cơn bão đã đổ bộ cách Naples gần 483 km về phía bắc, theo NOAA. Thống đốc Ron DeSantis cho biết, ít nhất 19 cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở Florida và 116 cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành trên toàn tiểu bang. Thưa quý vị, siêu bão cấp 5 Milton sắp đổ bộ vào Florida, Mỹ, được dự báo sẽ có sức gió 270 km/h, khiến giới chức bang đề nghị 1 triệu người di tản. Bão Milton tiến về bờ biển Florida với sức mạnh của một cơn bão cấp 5 vào ngày 8 tháng 10, gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng và thiếu nhiên liệu khi các quan chức yêu cầu hơn 1 triệu người phải sơ tán trước khi nó đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa. Milton là một trong những cơn bão dữ dội nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương, được dự báo sẽ đổ bộ vào cuối ngày 9 tháng 10 hoặc sáng ngày 10 tháng 10 giờ Mỹ, đe dọa một phần bờ biển phía Tây của Florida vẫn đang phải vật lộn khắc phục hậu quả của bão Helene cách đây chưa đầy 2 tuần. Đây là lần đầu tiên vịnh Tampa bị bão đổ bộ kể từ năm 1921, thời điểm mà khu vực này còn hẻo lánh. Ngày nay, đây là nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Thị trưởng Tampa Jen Caster đã cảnh báo những người không muốn di tản, nhấn mạnh Helene là lời cảnh tỉnh. Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực cần phải sơ tán, bạn có thể sẽ mất mạng. Tại Tampa, một gia đình sinh sống ở đây cho biết họ đang mang vật nuôi, các tài liệu quan trọng và tiền mặt trước khi đến nhà một người họ hàng xa hơn trong đất liền. Họ bỏ lại mọi thứ phía sau, chỉ cố gắng đến nơi an toàn. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, Milton có sức gió mạnh nhất liên tục lên tới 270 km/h, đưa cơn bão này lên mức cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 bậc. Trung tâm bão cho biết lực gió của Milton dự kiến sẽ gia tăng khi tiến gần đến Florida. Trên thực tế, dự báo chính thức cho thấy sức gió của cơn bão sẽ tăng gấp đôi vào thời điểm nó đổ bộ vào đất liền. Mặt khác, bão cũng mang tới gió lớn và lượng mưa có thể gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho các khu vực trong đất liền. Ryan Sweet, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, ước tính khoảng 2,8% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ nằm trên đường đi trực tiếp của Milton. Các hãng hàng không, các công ty năng lượng và một công viên giải trí nằm trong số các công ty bắt đầu dừng hoạt động tại Florida. Isaac Longley, nhà khí tượng học của công ty dự báo thương mại Acute Weather cho biết cơn bão Helene đã khiến khu vực vịnh Tampa dễ bị tổn thương hơn trước khi bão Milton đổ bộ. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết 5.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai cùng với 3.000 người khác sẵn sàng ứng phó hậu quả của cơn bão. Tổng thống Joe Biden, người đã hoãn chuyến công du nước ngoài để giám sát công tác ứng phó bão, đã kêu gọi những người nhận được yêu cầu sơ tán phải rời đi ngay lập tức
nói rằng đây là vấn đề sống còn. Ông DeSantis cho biết hàng dài người đã bắt đầu xếp hàng để đổ nhiên liệu các cây xăng. Một số điểm đã đối mặt với tình trạng hết nhiên liệu và cảnh sát bang đã hộ tống cho các xe tải chở nhiên liệu đến các trạm xăng. Theo công ty theo dõi thị trường GasBuddy, khoảng 17% trong số 8.000 trạm xăng ở Florida đã hết nhiên liệu trong ngày hôm qua. Tới ngày 8 tháng 10, các dòng xe un rời đi đã làm tắc nghẽn các con đường dẫn ra khỏi Tampa. Milton được dự báo sẽ là cơn bão cực kỳ nguy hiểm sau khi đổ bộ vào Florida, có thể gây ra thiệt hại thảm khốc và mất điện kéo dài nhiều ngày. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!